xin trân trọng giới thiệu với các em. Cô tên là Trương Thị Hòa, giáo viên môn ngữ văn trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các em thân mến, học kỳ 1 năm học 2019-2020, môn ngữ văn lớp 7, phần văn bản, các em đã được tìm hiểu một số đơn vị kiến thức thuộc phần văn bản nhật dụng, thơ dân gian Việt Nam, thơ trung đại Việt Nam. Để khắc sâu những kiến thức mà các em đã được tìm hiểu, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cùng điểm qua lại một số kiến thức cơ bản về phần thơ trung đại Việt Nam. Trước khi đi vào ôn tập nội dung phần thơ trung đại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nét khái quát về phần thơ trung đại. Khi vào tìm hiểu phần thơ trung đại Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự ra đời của các cái tác phẩm thơ trung đại có từ cái thời gian nào. Thế về cái sự ra đời như các em đã biết, đó là ra đời từ thế kỷ 10. Đến hết thế kỷ 19. Và các cái tác phẩm thơ trung đại chủ yếu được viết theo hình thức, đó là viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Thứ hai là về chữ viết. Cái nội dung thứ ba mà chúng ta cần nhớ được, đó là các cái tác phẩm thơ trung đại ở đây nó gồm có nhiều bài thơ. Thất ngôn bát cú lần lượt. Và trong những thể thơ trên thì chúng ta khi tìm hiểu, chúng ta cần chú ý về cái đặc điểm của cái thơ đường. Tức là một cái thể thơ nó quy định khá là chặt chẽ và nó có từ thời nhà Đường ở Trung Quốc. Nội dung tiếp theo mà các em cần nhớ được cho cô giáo là trong các cái tác phẩm thơ trung đại về cái nội dung cơ bản của tác phẩm, về nội dung. Là nội dung của các cái bài thơ mà chúng ta tìm hiểu đây đều hướng tới, thứ nhất đó là cái lòng yêu nước sâu sắc.
khía cạnh, những nội dung, những phương diện khác nhau. Ví dụ như là cái tinh thần, đấu tranh bảo vệ độc lập tổ quốc. Cái thứ hai là những cái tự hào về những cái chiến thắng, những chiến thắng chiến công, và những chiến thắng, những chiến công của dân tộc ta trong lịch sử. Cái thứ ba đó là thể hiện khát vọng, khát vọng hòa bình, đấy thể hiện cái lòng yêu nước sâu sắc. Bên cạnh nội dung về lòng yêu nước sâu sắc đó chính là cái tình yêu thiên nhiên, cái tình yêu thiên nhiên. Cái tình yêu thiên nhiên ở đây nó là gì? Đó chính là sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Đó chính là sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Cái thứ hai mà chúng ta cần nói đến cái tình yêu thiên nhiên đó là những tình yêu làng quê. Cái nội dung thứ ba là các cái tác phẩm hướng tới ở đây đó chính là tình cảm bạn bè, tình cảm bạn bè rất là chân thành. Và cái nội dung tiếp nữa đó chính là đề cao khát vọng cá nhân. Đề cao khát vọng cá nhân. Cái khát vọng cá nhân ở đây đó chính là cái sự thủy chung son sắt, là cái sự thủy chung. Và các em cần nắm chắc cho cô giáo những cái đặc điểm cơ bản về thơ Trung Bạc mà cô đã hướng dẫn ở trên. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, phần B, là hệ thống. Hệ thống các văn bản là hệ thống các văn bản thơ Trung Bạc. Thứ hai đó là phò giá về đích. Của Trần Quang Khải. Tác phẩm thứ ba đó là bánh trưng nước.
đến trước nhà. Như vậy là trong các cái tác phẩm mà chúng ta đã được học thì cô giáo thống kê ở đây với 5 cái bài thơ. Bên cạnh đó vẫn còn một số những bài thơ khác các em sẽ tự tìm hiểu tiếp cho cô giáo trong tự tìm hiểu tiếp. Và bước tiếp theo nữa là để ôn tập, để khắc sâu được những cái giá trị cơ bản về nghệ thuật, về nội dung của những bài thơ trên, chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần C, phần tìm hiểu. Trong số những cái bài thơ vừa thống kê ở trên thì sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta đi tìm hiểu và khắc sâu lại một số kiến thức cơ bản ở cái văn bản, đó là qua đều thai và việc liên quan. Với cái bài thơ qua đèo Nam của bà Viện Thanh Quan, khi chúng ta hướng dẫn, chúng ta tìm hiểu, bước thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu được đôi nét về tác giả và tác phẩm. Một lớn, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Như vậy nói đến nhé, nhà thơ bà Huyện Thanh Quan, chắc hẳn các em không thể nào không nhớ tới những cái đôi nét rất là nổi về nhà thơ. Đó là bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh. Về năm sinh cũng như là ánh mắt của bà thì cũng chưa có cái tài liệu nào nói rõ, nhưng chúng ta chỉ biết được rằng bà sống ở thế kỷ 19. Và là nữ sĩ. Và bà đã để lại một số cái bài thơ đường luật có giá trị cho tới bây giờ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu trong các cái tài liệu để chúng ta biết thêm về những cái bài thơ đó. Nội dung thứ hai mà chúng ta cần phải tìm hiểu được là cái bài thơ này được sáng tác trong cái hoàn cảnh nào. Thế về cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ, đó là bài thơ qua đèo Nam ra đời khi bà từ Bắc Hà vào Huế để nhận chức. Cung trung giáo tập ở đây có nghĩa là dạy những lễ nghi cho những
Và đây cũng là cái thời điểm là bà đã phải sống xa quê hương, xa nhà lâu nhất. Và chính cái thời điểm đó đã gửi gắm được rất nhiều những tâm sự của bà với độc giả. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta phải thấy được rằng cũng trong cái thời điểm đó thì bài thơ này bà đã sáng tác ở đây khi mà dừng chân ở Cầu Ngang. Nội dung thứ ba ta có nắm được đó là về thể thơ. Vậy đọc bài thơ này lên thì chúng ta thấy là bài thơ này gồm có 8 câu thơ và mỗi câu thơ gồm có 7 tiếng. Đó chính là thể thơ Thất Ngôn Bát Thú Đường Luận. Thất Ngôn Bát Thú Đường Luận. Về cái thể thơ Thất Ngôn Bát Thú Đường Luận thì chúng ta lưu ý cho cô giáo về cái luật thơ, những cái quy định theo thể thơ đường, đó là cái luật bằng chắc. Và các em chú ý cho cô giáo là ở các cái câu thơ, đó là cái chữ cuối cùng ở các câu chẵn, đó là câu 2, 4, 6, 8 từng hiệp vần. Ví dụ như là tà, hoa, nhà, ra của ta. Và căn cứ vào cái đặc điểm của cái thể thơ Thất Ngôn Bát Thú Đường Luận và các em ôn tập, chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái nét cơ bản nhất về giá trị nghệ thuật nội dung của bài thơ. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần. Hiểu văn bản thì chúng ta sẽ tìm hiểu những đôi nét cơ bản về giá trị nghệ thuật. Thế căn cứ vào cái đặc điểm của thể thơ Thất Ngôn Bát Thú Đường Luận thì các em thấy thông thường chúng ta có bố cục là 4 phần: đề, thực, luận, kết. Tương ứng với đó là khai, thừa, chuyển, hợp. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta có thể là chia theo mạch cảm xúc của bài thơ. Thông thường là bài thơ thường hai phần. Phần thứ nhất là tả cảnh. Phần thứ hai là tả tâm trạng. Với hai cái phần tìm hiểu về bố cục như vậy thì với cái bài thơ Qua Đèo Nam, cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu theo cách thứ nhất của thơ đường. Chúng ta vào phần thứ nhất. Hai tìm hiểu vào câu thơ nhất thì chúng ta cần đọc lại bài thơ một lần và đọc diễn cảm. Sau khi chúng ta đọc diễn cảm rồi, chúng ta sẽ khai thác tìm hiểu từng ý thơ trong từng câu thơ. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, chú ý cô giáo từ bước tới. Thứ hai đó là bóng xế tà. Như vậy chúng ta đã nhìn thấy rất rõ khi mà nhà thơ đặt chân tới đèo ngang vào cái thời gian nào. Nhất đó là thời gian. Thời gian. Thời gian ở đây bóng xế tà tức là lúc chiều đi, lúc chiều tà. Lúc chiều tà là lúc khi mà hoàng hôn buông xuống, màn đêm bắt đầu buông xuống bao phủ hết cảnh vật ở đây. Mọi cảnh vật đã chìm trong màn đêm như vậy và nhìn sẽ không rõ nữa. Và trong cái cảnh chiều tà như vậy thì không gian ở đèo ngang như nào? Về không gian, không gian ở đèo ngang, chúng ta hiểu đèo ngang ở đây chính là cái địa
phận của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, là những nơi mà phân chia đàng ngoài đàng trong trước kia rất là rộng mênh mông. Như vậy là không gian ở đèo ngang đây đó là gì? Rộng mênh mông, rộng mênh mông. Với không gian rộng mênh mông như vậy thì chúng ta đã liên tưởng tới ở đây một tâm sự bắt đầu được hé lộ của nhà thơ. Đó là cái tâm sự gì ạ? Đó là cái tâm sự buồn, tâm sự buồn. Bởi vì tâm sự buồn đó là khi về chiều, có lẽ ai cũng như thế. Với cái tâm sự như vậy, với cái thời gian không gian như vậy, và nhìn xung quanh cảnh vật hiện ra, cỏ cây trên đá, lá trên hoa, câu thơ thứ hai các em chú ý cô giáo, đó là hai từ trên. Vậy hai từ trên đây về mặt từ loại đó là động từ. Như vậy là sử dụng nghệ thuật đây đó là động từ. Động từ trên. Và cái động từ trên này chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh vật ở đây như thế nào nhỉ? Đó là cảnh vật rất là rộng rãi. Vậy sao một cảnh? Cảnh vật rất là rộng rãi, rất là hoang sơ. Hoang sơ. Có sự sống lắm, bởi vì nó thiếu vắng cái sự chăm sóc, thiếu vắng cái bàn tay chăm sóc của con người, là thiếu bàn tay con người ở đó. Đó là gì? Cỏ cây hoa lá thì mọc chen chúc, không có hàng có lối, không có hàng có lối. Thì chúng ta đã tưởng tượng ra một cái cảnh đèo ngang ở đây, đó là gì nhỉ? Rộng mênh mông, cảnh vật hoang sơ vắng vẻ. Và cảnh vật hoang sơ vắng vẻ như thế rồi, còn con người thì như sao? Chúng ta sang hai câu nhé. Hai câu. Lom khom dưới núi tiều vài chú, chợ với nhà, như vậy chuyển sang hai câu thực. Ở đây em chú ý cô giáo các cụm từ, nhất đó là gì? Lom khom, tiều vài chú. Thứ hai là động từ gì? Lác đác, chậm mấy nhà. Chú ý cô giáo các từ vài và từ mấy. Thứ nhất, cái từ lom khom đó là lớp từ gì cả? Là lớp từ lấy, là từ thuộc từ lấy. Và từ lấy này gợi cái hình ảnh của những chú tiều làm nghề đốn củi, khi chiều về đánh đánh củi về nhà. Và từ lác đác ở đây cũng là từ lấy, gợi cái cảm giác đó là gì? Thưa thớt vắng vẻ của những ngôi nhà ở dưới chân đèo ở đây. Như vậy cái biện pháp nghệ thuật đặc sắc mà tác giả sử dụng thành công ở đây nhất đó là sử dụng từ lấy, từ lấy. Còn cái nghệ thuật đặc sắc thứ hai
khom dưới núi, rồi gì? Chợ mấy nhà lác đác bên sông. Vậy là tác giả đã đưa cái biện pháp nghệ thuật đó là gì nhỉ? Đảo ngữ. Đảo ngữ. Vậy là với biện pháp nghệ thuật nó là sử dụng đó là từ lấy này, đảo ngữ, cho chúng ta thấy được đó là đã có sự xuất hiện, cái sự sống của con người ở đèo Hoang. Nhưng mà cái sự sống, sự xuất hiện ở đây nó như nào? Cũng rất là thưa thớt, cũng rất là ít ỏi. Sự thưa thớt là cái sự sống của con người ở đây. Đây là thưa thớt, ít ỏi. Thế là từ cái sự sống thưa thớt của con người như vậy, ít ỏi như vậy, thì chắc chắn rằng cái tâm sự như đầu đã nói đó là quần, thì đến đây cái tâm trạng đó lại được dồn lên một chút nữa, cũng lại là cái tâm sự sao buồn, đó là cái tâm sự rất là buồn. Và cái buồn ở đây nó không thể buồn như lần đầu mà mới bắt đầu hành động, mà ở đây nó đã thể hiện khá rõ buồn về cái gì, về khi chiều buông xuống mà đến như vậy, hình ảnh những người làm nghề những củi, cánh của củi về nhà, rồi thì cái cuộc sống của những người dân ở đây thưa thớt lác đác như vậy. Vậy là cảnh vật ở đèo Hoang đã hiện ra, chúng ta thấy giống như một bức tranh, đó là rộng lớn mênh mông nhưng mà hoang sơ vắng vẻ. Thế từ cái cuộc sống, từ cái cảnh vật như vậy thì nhà thơ đã quan sát và nhà thơ đã cảm nhận được những gì? Tiếp theo, hai câu luận. Nhớ nước đau lòng con vuốt vuốt. Nhớ nước đau lòng con vuốt vuốt. Thương nhà mỏi miệng cái xa xa. Như vậy, chuyển ý sang đây hai câu luận. Các em chú ý cô giáo. Thứ nhất, đó là quốc quốc và từ xa xa. Và đây là sử dụng yếu tố gì nhỉ? Hán Việt. Quốc là nước, gia là nhà. Như vậy chúng ta thấy đây chính là cái biện pháp nghệ thuật chơi chữ, biện pháp nghệ thuật chơi chữ. Và sử dụng cái biện pháp nghệ thuật chơi chữ thì nó có tác dụng như thế nào? Chơi chữ ở đây đó là gì nhỉ? Mượn cái âm thanh của cái tiếng chim quốc quốc và tiếng chim la la để diễn tả cái tâm trạng của nhà thơ. Tức là mượn cái âm thanh với cái động để tả cái tĩnh. Đó là cái âm thanh. Âm thanh của tiếng chim quốc quốc. Để tả cái sự tĩnh lặng. Và sự tĩnh lặng. Như vậy là gì? Tiếng chim quốc quốc và tiếng chim xa xa. Khi nghe thấy cái tiếng chim này nó kêu lên như vậy thì nó gợi cho chúng ta một cái khắc khoải về một cái tâm trạng. Đó là sự gì nhỉ? Nhớ nước. Nhớ nước. Thương nhà. Nhớ nước thương nhà. Như vậy cái tâm trạng ở đây vừa đến đó là sự đó là tình yêu đất nước, nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ quê nhà.
hương, đất nước lúc này lại hiện về trong nhà thơ. Và dù ai đi đâu, về đâu, chúng ta cũng chắc chắn là sẽ có tâm trạng như thế. Đó là nhớ lại những gì cuộc sống của con người Việt Nam trong những năm tháng đau thương như vậy, với những chiến công lẫy lừng không thể nào quên. Và khi tìm hiểu đến phần này thì các em có thể là liên hệ mở rộng sang những cái văn bản thơ khác cũng có những cái tâm trạng tương tự giống như nhà thơ. Đó là một số câu thơ mà các em biết đến, như là anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ gà dầm tương. Hoặc là trong cái văn bản lớp 6 khi học về các thầy truyền thuyết, các em cũng nhớ những câu thơ đó là gì? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đấy là một số những câu thơ mà chúng ta đã được học, được biết đến. Còn gắn với lại thực tế cuộc sống ở đây thì chúng ta thấy như nào? Đó là bất kể những người dân Việt Nam khi mà sống xa quê hương thì lúc nào người ta cũng luôn đau đáu nhớ tới quê hương, nhớ tới làng quê của mình, nơi người ta đã sinh ra và lớn lên ở đó. Và lúc nào người ta cũng tự hào mình là con dòng cháu tiên. Như vậy, tâm trạng ở lúc này đó chính là thể hiện cái lòng yêu nước, cái nỗi nhớ quê nhà. Và cũng là cái tâm trạng buồn. Buồn nhưng mà sao? Buồn nhớ quê hương, nhớ nước. Và đó cũng chính là chủ đề cốt lõi của cái bài thơ đó. Và cái tâm trạng buồn này nó còn chưa dừng lại ở đó, mà được khép lại trong hai câu cuối mà các em sẽ tìm hiểu tiếp của em. Hai câu kết: dừng chân đứng lại trời non nước, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, trời non nước. Thứ hai đó là gì? Ta với ta, với lại một mảnh tình yêu. Như vậy, trời non nước, khi mà tác giả đã quan sát lên nhìn thấy xung quanh mình là cảnh thiên nhiên rộng lớn bao la, nhưng nhìn lại ở đây thì lại gì? Chỉ có một mình đối diện với chính mình. Đó chính là cái nghệ thuật đối. Đối ở đây đó là giữa cái bao la rộng lớn, đối với cái bao la rộng lớn với lại cái sự bé nhỏ, với lại sự bé nhỏ, sự cô đơn tột cùng của nhà thơ. Đó là gì ạ? Ta với ta, nghĩa là chỉ có một mình đối diện của chính mình, một mình nhỏ bé giữa một không gian rộng lớn như thế. Và đến đây chúng ta thấy gì? Cái tâm trạng buồn đó nó đẩy lên đến tột cùng, đó chính là cô đơn. Cô đơn dường như không biết tâm sự với ai, với trời non nước, với trời non nước. Và đó cũng là cái sự khép lại trong cái bài thơ đó. Và sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu xong về những giá trị cơ bản về nghệ thuật cũng như nội dung của những câu thơ trên, thì chúng ta đưa ra, chúng ta rút ra những cái kết luận chung cho cả bài thơ. Thì các em thấy là gì? Trong cái bài thơ này thì nhìn vào đây chúng ta thấy ở hai câu đề và hai câu thơ nó hiện lên một cái bức tranh đèo ngang, đúng không ạ? Đó là bức tranh đèo ngang gì nhỉ? Mênh mông
rộng lớn. Bức tranh đèo ngang mênh mông rộng lớn, rồi hoang sơ, hoang sơ vắng vẻ và đượm buồn. Cái kết luận thứ hai mà chúng ta cần phải nói ở đây đó là gì nhỉ? Đúng những câu thơ sau mà chúng ta vừa phân tích tìm hiểu, đó là câu luận và câu kết, đó chính là cái tấm lòng yêu nước, là cái tấm lòng yêu nước. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ nhà sâu sắc, sâu sắc của nhà thơ. Như vậy là cô giáo đã hướng dẫn chúng ta ôn tập và tìm hiểu xong những đôi nét về nghệ thuật và nội dung chính của bài thơ Hoa Đèo Ngang. Từ cái cách hướng dẫn tìm hiểu này, chúng ta có thể vận dụng để tiếp tục tìm hiểu với những bài thơ mà chúng ta vừa hệ thống ở trên. Và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu sang phần tiếp theo, phần 3 lớn, đó là phần luyện tập. Về phần luyện tập này thì cô giáo sẽ yêu cầu các em sẽ hệ thống lại những cái nội dung kiến thức mà chúng ta đã được học bằng việc thứ nhất là các em sẽ đọc thuộc lòng những bài thơ trung đạo, nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức ôn tập trong tờ để chúng ta viết những bài văn hoàn chỉnh. Ví dụ như là gì? Nêu cảm nhận của em, nêu cảm nhận của em về những bài thơ, về những bài thơ trung đại Việt Nam, trung đại Việt Nam đã học. Như vậy, để làm được cái yêu cầu của cái đề bài này thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung như ở bài thơ Hoa Đèo Ngang, với các cái nội dung là về tác giả, tác phẩm, và tìm hiểu văn bản rồi giá trị nghệ thuật và nội dung của từng câu thơ để chúng ta viết một cái bài văn nêu được những cảm nhận chung nhất của mình về bài thơ. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô giáo đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu và ôn tập được những nét cơ bản về phần thơ trung đại Việt Nam. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập. Xin chào các em.